Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 145 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc, giải tập Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mời sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 145 ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lại nói, lúc bây giờ, 66 cánh tay của Diệp Húc nhất loạt thi triển bất động thần vương ấn, đồng thời tế khởi kiến mộc thần trượng. Một cây thanh trụ chống trời dựng lên, ngọc lầu treo cao trên thanh trụ, hào quang như màn, khí tức hai bộ bảo vật tương liên, cơ hồ muốn hòa nhập là một, chống chọi lại một kích của tiên hoàng phân thân. Diệp Húc đem kiến mộc thần trượng và ngọc lầu cùng nhau tế khởi, đột nhiên cảm giác thấy hai kiện bảo vật này sinh ra cộng hưởng. Tinh khí khổng lồ bên trong kiến mộc thần trượng trào ra, rót vào bên trong ngọc lầu và hơi thở trong ngọc lầu, ngọc thụ liên kết. Hai cây thần thụ này tản mát ra lực phòng ngự còn hùng mạnh hơn hồi nãy nữa. Trong lòng của hắn ngẩn ra, không kịp suy nghĩ, chỉ thấy một trường của tiên hoàng phân thân hạ xuống, uy thế cực mạnh. Hắn vội vàng đem bất động thần vương ấn thôi phát đến uy năng lớn nhất có thể. Vô số tiên quang sượt sượt rung động, tung bay cao thấp chung quanh Diệp Húc. Hắn triển khai 66 đầu thân thể chấn thủ ngọc thụ trung ương, nguyên thần và thiên địa pháp tướng này khoảng cách và khoảng không cùng dung. Ta chính là thiên, ta chính là địa, ta vĩnh hằng bất động, ta vẫn là ta, vạn kiếp bất diệt. Cùng lúc đó, từng luồng tụ khí của kiến mộc thần trượng và ngọc lầu tản mát ra mênh mông, rộng như biển, sâu như vực, rung động. Cộng thêm 66 đạo bất động thần vương ấn của Diệp Húc, cuối cùng đã đỡ được ngọn kích này của tiên hoàng bất phân thân. Tiên quang cắt tới, phát ra tiếng xé gió như kim loại kêu bong bong. Diệp Húc lù lù bất động, ấn pháp giống như cầu vồng luyện nhập hư không, chấn thủ trung thiên. Tiên quang đột nhiên hóa thành một nắm tay mà to lớn như một quả núi, hướng Diệp Húc đánh thật mạnh một kích. Diệp Húc thân hình hơi hơi lay động, từng đạo ấn pháp nát vụn, lực phòng ngự lập tức suy yếu đi rất nhiều. Cái nắm tay to như một trái núi này đột nhiên mở ra, trong lòng bàn tay dâng lên tam thập tam thiên giới. Thiên giới tan vỡ, giống như thế giới băng diệt bình thường, hướng Diệp Húc mà chụp xuống. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Từng đạo bất động thần vương ấn của hắn đều bị bàn tay to tuyên hoàng nổ nát. Ngọc lầu và kiến mộc thần trượng chấn động, đánh tan cái loại cảm ứng kỳ lạ này. Diệp Húc lập tức cảm giác được áp lực che trời phủ đất áp chế, gần như có thể đem chính mình đè bẹp nát vụn. Bàn tay to còn chưa hạ xuống, thân thể Diệp Húc đã không thể chịu nổi âm thanh nặng nề kia, gần như cũng bị lòng bàn tay kia chất chứa lực lượng phân giải trực tiếp thiên nhân ngũ suy, giống như thiên tiên già đi khô héo mà chết vậy. Đám người Triều Công Thiều và Quỳnh Tiêu công chủ tập hợp công pháp lại mà đến, luân hồi thiên bàn giống như một cái thớt thật lớn hoành ở giữa Diệp Húc và tiên hoàng phân thân, thay hắn chịu đựng một kích này. Tiên hoàng phân thân dùng 3 chiêu mới phá vỡ phòng ngự của ta, điều này chứng minh thực lực của hắn đã không còn được như trước nữa rồi. Diệp Húc trong lòng giống như gương sáng bình thường, tuy nói mình lần này vượt xa người thường, ngọc lầu và kiến mộc thần trượng bộc phát ra uy năng trước nay chưa từng có, nhưng tiên hoàng phân thân chính là một đạo cấm pháp đầy đủ luyện thành phân thân của vua hoàng, nên vua hoàng mới có được lực lượng to lớn như vậy. Hắn vẫn cần tới 3 chiêu mới phá vỡ phòng ngự của Diệp Húc. Đây khẳng định không phải là trình độ của Diệp Húc đã mạnh tới vô cùng biến thái, mà là tiên hoàng phân thân liên tiếp bị mọi người đánh bạo, trừ khử một bộ phận lớn uy năng cấm pháp của mình. Thực lực của hắn giảm đi, không giống hình ảnh kinh khủng vừa rồi nữa. Oanh! Giá La Minh Tôn bị một quyền của tiên hoàng phân thân đánh vào thân thể, khiến nguyên thần và thiên địa pháp tướng cùng sụp đổ. Chân linh bất tử bị thương đến gần như không thể ngưng tụ hình thể lại được nữa, trọng thương nặng không dậy nổi. Hắn vừa mới ra khỏi chiến trường liền gặp Hạo Thiên Quyển kêu gào khóc lóc, nước mắt giống như thác nước vậy. Giá La Minh Tôn về mặt thiểu não khiêng con chó lớn mà eo nhỏ, thân hình bị tàn phá do bại trận, thân thể của nó bị tiên hoàng phân thân đánh cho trên người hàng trăm vết thương, đau đớn đến không chịu nổi ra khỏi cuộc chiến.
có khả năng đã bị tổn hại hoàn toàn. Con chó lớn eo nhỏ khi còn sống chính là đỉnh cao nhân hoàng, viễn cổ cự thú. Sau khi dư uy còn đó, tuy rằng rách nát như vậy nhưng vẫn đang chậm rãi tự động khôi phục lại thân thể. Về phần Tử Tiêu Nương Nương và Thần Tiêu Nương Nương cũng sớm bị thua, lại còn bị thương nặng, nếu như tiếp tục chiến đấu nữa thì sẽ có khả năng mất mạng. Giữa sân chỉ còn lại ba người Diệp Húc, Triều Công Thiều và Quỳnh Tiêu không ngừng vây đánh Tuyên Hoàng phân thân. Lần này chiến đấu khác tầm thường, vô cùng mãnh liệt, thảm thiết. Diệp Húc nguyên vốn tưởng rằng mình kéo đến nhiều cao thủ như vậy, bảo vật cấm bảo nhiều như vậy, cho dù không phải dễ như trở bàn tay thì cũng sẽ không có quá nhiều khó khăn để có thể vây bắt Tuyên Hoàng phân thân. Tuy nhiên, chiến lực khủng bố của Tuyên Hoàng cấm pháp phân thân kia vẫn là vượt qua tưởng tượng của hắn. Mặc dù không có thân thể, đơn thuần cấm pháp, pháp lực chấn động liền đủ để có thể hủy diệt bọn họ trăm ngàn thứ. Quá biến thái, Vu Hoàng cấm pháp phân thân còn quá lợi hại như vậy, nếu là một Vu Hoàng thật sự ra tay thì còn khủng bố như thế nào nữa đây? Già Lam Minh Tôn khoanh chân ngồi xuống, cố gắng ổn định thương thế mà chỉ ầm lên, trong mắt đột nhiên vừa liếc vừa nhe răng cười độc ác nói: xem ra Vu Hoàng huyết nhục trong huyền quan có thể trợ giúp lão tử nâng cao tu vi rất nhanh rồi. Nhất đại tôn vương ta đây phải chiếm phần lớn kìa. Hạo Thiên Quyển nghe vậy, bất chấp thương thế mẹ già bị đánh cho rách nát đến không chịu nổi, lập tức nhảy đến trên đầu của Già Lam Minh Tôn kêu gào nói. Già Lam Minh Tôn hừ lạnh một tiếng, nhe răng cười độc ác liên tục, cái đuôi giống như đảo câu, đem Hạo Thiên Quyển nhấc lên vứt xuống một bên. Chó chết, ngôi vị đệ nhất đại tôn vương của ngươi giờ phải đổi chủ. Lão tử hiện giờ tu luyện đến cảnh giới nhân hoàng, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Ngươi và Bảo Hiền tu đề ba tên liên kết cũng không phải đối thủ của bản tôn. Vu Hoàng huyết nhục trong huyền quan, tất nhiên lão tử phải chiếm phần nhiều nhất rồi. Sao? Chủ công nói 10 năm kỳ hạn, sau 10 năm thì mới quyết định một lần nữa xem ai mới là đệ nhất tôn vương. Hiện giờ 10 năm kỳ hạn chưa tới, con bọ cạp chết nhà ngươi trước trước sau sau vẫn là thua ở dưới vút của ta. Vu Hoàng huyết nhục này đương nhiên là lão tử chiếm phần nhiều rồi. Hạo Thiên Quyển kêu la nhảy phốc lên, một ma một chó gầm giống liên tục, nhảy vào ẩu đà lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, ma bay chó nhảy, Tử Tiêu và Thần Tiêu ở bên cạnh nhìn xem không nói gì, chỉ biết cau mày. Hiện giờ chiến đấu chưa phân thắng bại, hai vị này không ngờ còn có tâm tình đùa giỡn với nhau. Hai vị nương nương lướt nhau có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ. Dưới trướng Diệp Phong Chủ, Diệp Cô Gia đều là bọn kỳ quái cả. Mà vào lúc này, cuộc chiến đấu trong sân rút cuộc cũng tới hồi gay cấn. Diệp Húc, Triều Công Thiều và Quỳnh Tiêu, ba người đều tự chiếm cứ một phương, đem Tuyên Hoàng cấm pháp phân thân vây quanh ở giữa, chiếm cứ thượng phong. Giữa lông mày và râu của Triều Công Thiều đều là vết máu, đầu bạc cũng bê bết máu tươi. Lão cao cao tới khởi luân hồi thiên bàn, sông lớn Hoàng Tuyền ở bên dưới thiên bàn đổ rót vào bên trong thiên bàn, uy phong lẫm liệt. Thiên bàn quấy động luân hồi, công kích cắn nát từng đạo Tuyên Hoàng cấm pháp phân thân. Hắn phụ trách phòng ngự, đồng thời thay Diệp Húc và Quỳnh Tiêu phòng ngự Tuyên Hoàng phân thân công kích, khiến hai người có thể toàn lực mà tấn công. Quỳnh Tiêu công chủ dáng người thướt tha, dáng vẻ muôn phương, đỉnh đầu trăng sáng treo cao, sáng mờ bốc hơi, và Quế Hoa Thụ sáng mờ là một thể, cũng đem thực lực của chính mình hoàn toàn triển khai. Mà bên trong trăng sáng trên đỉnh đầu của nàng, năm đạo nhân hoàng cấm pháp phân thân đều hiện, giống như năm vị tiên tử có thân thể thướt tha, hợp lực thúc giục Quế Hoa thần thụ. Từng đạo ánh sáng mờ trải lạc công kích Tiên Hoàng phân thân, không ngừng quét đi uy năng trong cấm pháp phân thân Vu Hoàng. Mà Diệp Húc thì gân thân thể cầu kết lại, thi triển bản vương chân thân, 18 tay kết bất động thần vương ấn, các bàn tay khác bắt lấy kiến mộc thần trượng cùng với Tuyên Hoàng phân thân cận thân đầu đà. Vị Tuyên Hoàng phân thân này đã đi đến cùng đường bí lối, tuy rằng pháp lực của Vô Hoàng nhất cấm vẫn còn, nhưng cấm pháp trong đó đã bị Diệp Húc và đám người xóa nhòa hơn phân nửa. Không có pháp lực vĩ ngạn, không có cấm pháp tương ứng chống đỡ, cũng không có thân thể để có thể cất chứa cỗ pháp lực khổng lồ này. Cấm bảo sở dĩ là cấm bảo, kỳ thực là bắt chước Vu Hoàng. Cấm pháp phân thân có được pháp lực một đạo Vu Hoàng cấm pháp, mà cấm bảo bản thể so với Vu Hoàng thân thể còn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ cần thúc giục hoàn toàn, liền có thể bộc phát ra uy năng khôn cùng. Nếu không, đám người Diệp Húc thực lực cho dù có cường thịnh trở lại gấp 10 lần, cũng không có thể đưa hắn xuống hạ phong được. Không ngờ các ngươi có thể đem bổn hoàng bức bách đến tình trạng này. Đợi bổn hoàng chữa trị thương thế xong, sẽ đem bọn ngươi hết thảy diệt trừ đi. Tiên Hoàng phân thân nói xong lời này, không ngờ vùng thoát khỏi Diệp Húc, tránh đi uy năng của Quế Hoa thần thụ, dài thân mà đi, tốc độ của hắn cực nhanh, ngay lập tức ngàn dặm để mọi người tụt lại ở phía sau.
Triều Công Thiệu và Quỳnh Tiêu công chủ trở tay không kịp, bị hắn chạy ra khỏi vòng vây. Khi đang muốn truy đuổi, chỉ thấy Tuyên Hoàng phân thân đã chạy nhanh hơn 10.000 dặm. Mau truy! Triều Công Thiệu và Quỳnh Tiêu công chủ lập tức nhích người hướng Tuyên Hoàng phân thân đuổi theo, lạnh giọng nói: không thể để cho hắn chạy trốn được. Nếu hắn có cơ hội nghỉ ngơi, nếu hắn chữa trị cấm pháp bị chúng ta xóa nhòa, thế tất sẽ khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Đến lúc đó, muốn diệt trừ hắn sẽ muôn vàn khó khăn, thậm chí chúng ta đều bị hắn diệt trừ kìa. Oanh một tiếng, xa xa đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt. Triều Công Thiệu và Quỳnh Tiêu công chủ vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Húc liên độ hư không hiện ra tại trước mặt Tuyên Hoàng phân thân, đang cùng với Vu Hoàng cấm pháp phân thân cận thân để chiến đấu. Ngọc Lâu và Kiến Mộc thần trượng bay lên, chư thiên công đức cấn hóa thành trăng sáng, mặt trời chói chang, diều lớn cầu vồng, liệt hỏa địa ngục, lâm lâm đủ loại không ngừng hạ xuống, lại thường thường hỗn loạn, thiên giới tan biến, chư tiên diệt vong, sán lạn sắc màu, đem phiến hư không nhuộm đẫm rạng rỡ vô cùng. Nguy hiểm thật, may mắn Diệp tiểu tử tốc độ thiên hạ vô song nên hắn không chạy trốn được, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Triều Công Thiệu nhẹ nhàng thở ra, khụ khụ ho ra máu. Diệp phong chủ tu vi mặc dù cao, thực lực tuy mạnh, nhưng hắn chỉ có một người, chỉ sợ không phải đối thủ của Tuyên Hoàng phân thân. Một lúc sau, thế tất xuống ở hạ phong thôi, thậm chí sẽ gặp nguy hiểm sinh mạng. Hai người tốc độ không giảm chút nào, ngược lại tăng tốc hướng Diệp Húc và Tuyên Hoàng phân thân đuổi theo. Bọn họ chỉ nghe tiếng huyết gió không ngừng, tiên quang sáng vô cùng, các loại vô pháp tại phía hư không nguy hiểm xung đột đi lại. Diệp Húc và Tuyên Hoàng phân thân vừa đánh vừa di chuyển, đánh đánh rừng rừng, tuy rằng như thế, tốc độ vẫn cực kỳ nhanh chóng. Triều Công Thiệu và Quỳnh Tiêu công chủ đuổi theo cố hết sức vạn phần, trong cơ thể thương thế không ngừng sao động, mơ hồ không để được xu thế thương thế. Rốt cục hai người đuổi theo đến chỗ Diệp Húc và Tuyên Hoàng phân thân giao thủ. Đột nhiên đầy trời vô pháp vô bảo, tiên quang biến mất, trong thiên địa đột nhiên an tĩnh trở lại, không nghe được một âm thanh nào cả. Diệp Húc và Tuyên Hoàng phân thân đứng ở bên trong không trung xa xa tương đối, hai người đều chưa từng nhúc. Triều Công Thiệu trong lòng căng thẳng, dự đoán sẽ có điểm xấu xảy đến, run run giọng nói: Diệp tiểu tử, ngươi đừng có dọa lão tử chứ. Oanh một tiếng, thân hình Tuyên Hoàng phân thân đột nhiên bùng nổ, giống như một cột mây hình nấm bốc hơi dựng lên, khi lãng thổi quét, chỉ một thoáng liền quét ngang toàn bộ bảo hồn giới, thậm chí tấn công đến Thương Nguyệt Thần Châu, đem Thương Nguyệt Thần Châu biển rộng nhấc lên mấy vạn trượng. Vô cùng vô tận bạch sắc tinh khí và pháp lực giống như từng đạo nộ long, mọi nơi mênh mông oanh kích hư không. Tại bên trong phiến bảo hồn giới này hội tụ thành một mảnh biển mây. Đây là Tuyên Hoàng cấm pháp bị Diệp Húc hoàn toàn xóa nhòa. Trong Vô Hoàng nhất cấm, chất chứa pháp lực và tinh khí đã không thể khắc chế, mọi nơi chạy trồm phát tiết, năng lượng này biển động vô cùng. Mặc dù là Quỳnh Tiêu và Triều Công Thiệu đối mặt với pháp lực như vậy, cũng cảm giác so sánh tốn sắc, xa xa không bằng. Trong Tuyên Hoàng phân thân chất chứa năng lượng nhiều hơn ngàn lần bọn họ. Tuyên Hoàng phân thân nổ tung, Diệp Húc vẫn đứng tại chỗ, thật lâu không có nhúc nhích. Triều Công Thiệu trong lòng điểm xấu hiện ra càng sâu, nước mắt giàn giụa, từng bước tiến lên, đột nhiên nhìn thấy Diệp Húc nhúc nhích một chút, lẩm bẩm nói: một tôn thiên địa pháp tướng cuối cùng rốt cuộc cũng đã luyện thành rồi. Triều Công Thiệu vừa mừng vừa sợ, đột nhiên giận dữ dâng trào, tiến lên đấm một quyền làm Diệp Húc ngã nhào xuống đất, rồi ra sức đánh đấm, cả giận nói: tiểu tử khốn kiếp, ngươi còn sống sao? Còn sống còn không nói với ta một tiếng, làm hại lão tử nghĩ đến ngươi đã chết rồi kìa. Diệp Húc vừa mới cùng Tuyên Hoàng phân thân chiến đấu một trận, chiến thắng cực kỳ gian khổ. Lúc ấy, vãng sinh ấn, bất tử ấn, hư không ấn, trường không, diệt kiếp, hủy diệt, diệt tuyệt, độ ách, bất không, rồi khai thiên ấn, thập đại ấn pháp, vô pháp cấp thần vương, được hắn thay nhau sử xuất ra. Hơn nữa, cùng với Ngọc Lâu cùng Kiến Mộc thần trượng, hai kiện dị bảo này, Diệp Húc còn không cách nào cầm xuống Tuyên Hoàng phân thân được. Bất quá, hắn lấy chiến nuôi chiến. Lần này trong đại chiến, hắn mượn nhờ áp lực của Tuyên Hoàng cho mình áp lực, liên tục không ngừng luyện hóa tiên quang, rốt cục đem một tôn thiên địa pháp tướng cuối cùng luyện thành, Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương Tam Thập Tam Thiên Đế hết thảy luyện thành. Tôn thiên địa pháp tướng này được luyện thành, bản vương thiên địa pháp tướng cũng triệt để được thành tựu, lại để cho Diệp Húc tu vi bạo tăng, chư thiên thần vương công đức ấn uy lực càng mạnh hơn nữa, Ngọc Lâu cùng Kiến Mộc thần trượng uy năng cũng có thể thôi phát được thêm, rốt cục cũng đem Tuyên Hoàng phân thân còn sót lại cấm pháp triệt để mà phai mờ, hủy diệt đi cái vị phân thân Vu Hoàng cấm pháp này. Vừa rồi hắn sở dĩ bất động lâu như vậy
là hắn đang trong quá trình tinh tế thể ngộ bản vương thiên địa pháp tướng cảnh giới đại thành, ngược lại cũng không phải là cố ý trêu ghẹo để Triều Công Thiểu lo lắng. Hơn nữa, vượt qua suy đoán của hắn trước đó, hắn tu thành tôn tiên địa pháp tướng cuối cùng này cũng không có trực tiếp bước vào tam bất triệt cảnh cảnh giới, như trước dừng lại tại tiên địa pháp tướng đỉnh phong, chỉ là đến gần vô hạn tam bất triệt cảnh mà thôi. Thế nhưng, tuy dù là một bước nhỏ, nhưng hắn thủy chung không có thể phóng ra thành tựu thân thể bất diệt bước qua cái rãnh trời này. Còn về nguyên nhân vì sao không thể đột phá, Diệp Húc trong nội tâm ẩn ẩn cũng đã có cách nghĩ. Đây cũng chính là nan đề phức tạp của tất cả các cao thủ khi tu luyện và sở hữu các thiên địa pháp tướng đỉnh phong. Bất diệt thực sao? Pháp lực tinh khí thật tinh thuần. Quỳnh Tiêu công chủ ngẩng đầu nhìn hướng giữa không trung, lộ ra vẻ kinh nghi bất định, lẩm bẩm nói. Ở giữa không trung, phân thân Tiên Hoàng Bảo Toái, một đạo cấm pháp nguyên vẹn bị mọi người dùng cấm bảo bán thành phẩm ngạnh xanh mà phai mờ, chỉ còn lại vô cùng pháp lực vô hoàng thần túy và tinh thuần. Cỗ pháp lực này vô cùng mênh mông, coi như là Nhân Hoàng Thánh Chủ đứng ở trước mặt cỗ pháp lực này cũng cảm giác được chính mình cực kỳ nhỏ bé. Pháp lực ba động tại không trung phiến bảo hồn giới này hình thành một màn xương trắng vân hải nồng đậm, nối thành một mảnh bao phủ toàn bộ bảo hồn giới không biết dài bao nhiêu. Đây là một đạo cấm pháp của vô hoàng, chất chứa năng lượng thần túy nhất, nguyên thủy nhất, là tu vi của vô hoàng chiết xuất ra để cho mọi người một hồi quen mắt. Nếu như có thể đem những năng lượng này luyện hóa thành tu vi chính mình thì sẽ đáng sợ như thế nào đây. Đây mới là thu hoạch lớn nhất khi tiêu diệt được phân thân của Tiên Hoàng. Công chủ, lần này vì sự tình của Diệp Mỗ liên luyện đến công chủ cùng hai vị nương nương bị thương, đạo pháp lực vô hoàng này chia làm 3 phần, trong đó một phần cho Hàn Nguyệt Cung sở hữu tất cả. Diệp Húc cười nói. Diệp Phong chủ, bản cung chẳng qua chỉ là được mời vào đến hỗ trợ, vốn không nên nhận đại lễ này. Tuy nhiên lần này thông thiên lộ mở ra, thiên hạ đại loạn, đệ tử Hàn Nguyệt Cung ta cũng cần phải mau chóng nâng cao tu vi. Quỳnh Tiêu công chủ chần chừ một chút cười nói. Một khi đã như vậy, bản cung xin nhận vậy. Nàng tế khởi ngọc lâu của mình, thu 1/3 mây khí, trong lòng có chút vui mừng. Luồng năng lượng này đủ để có thể nâng cao tu vi của mọi đệ tử trong Hàn Nguyệt Cung ta lên một bậc, khiến cho Hàn Nguyệt Cung ta thực lực sẽ tăng mạnh. Lần này trải qua trăm cay nghìn đắng, rốt cục cũng chém chết Tuyên Hoàng phân thân. Bổn ý của Quỳnh Tiêu công chủ là diệt trừ Vô Hoàng phân thân để giúp Kiều Kiều nắm trong tay Thương Nguyệt Thần Châu. Hiện giờ đạo Vô Hoàng phân thân pháp lực đã tới tay, nàng lại vui mừng một cách khá bất ngờ. Dù sao cấm bảo vẫn cực kỳ quý trọng, không có thánh địa nào có thể xa xỉ đến mức đem cấm bảo trong Vô Hoàng phân thân đánh bạo, dùng Vô Hoàng pháp lực để nâng cao trình độ tu vi cho đệ tử. Triều Công Thiểu nhìn thấy nàng thu một nửa Vô Hoàng phân thân pháp lực, trong lòng đau nhói thay cho Diệp Húc. Tuy nhiên, Diệp Húc chính là chủ nhân Thương Nguyệt Thần Châu, nên hắn phân phối như vậy thì lão cũng không có cách nào khác. Diệp Húc cười nói, Triều sư bá, lần này sư bá nhiều lần sinh tử, bị thương trầm trọng, sư bá đem số pháp lực còn lại lấy đi một nửa, xem như đây là đứa cháu này hiếu kính vậy. Triều Công Thiểu mừng rỡ cười cười nói, ta tuổi tác đã cao, chỉ sợ sống không được vài năm. Nhưng vì phần đông đệ tử còn cần Vô Hoàng pháp lực để nâng cao tu vi. Dứt lời cũng lấy đi 1/3 mây khí. Giờ phút này Thương Nguyệt Thần Châu trong bảo hồn giới chỉ còn có 1/3 mây khí, nhưng vẫn cực kỳ vô biên. Phần năng lượng Vô Hoàng còn sót lại này tương đương với tu vi 300 vị Nhân Hoàng Thánh Chủ, thật sự khủng bố đến cực điểm. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên giơ tay nhẹ nhàng vẽ một đường, đem phiến biển mây này cắt thành 10 phần, mang tới 1 phần ra cho Triều Công Thiểu cười nói, sư bá, nhớ thương người khác đừng quên chính bản thân mình, 1 phần này là sư điệt hiếu kính cho sư bá. Hắn lập tức lại mang tới 3 phần, Quỳnh Tiêu, Tử Tiêu, Thần Tiêu mỗi người 1 phần cười nói, 3 vị nương nương đều là tiền bối của Diệp Mỗ, cũng là sư thúc của Kiều Kiều. Kiều Kiều ở trong Hàn Nguyệt Cung được chư vị quan tâm, ta cùng với Kiều Kiều lại là vợ chồng, 3 phần này là ta thay Kiều Kiều hiếu kính 3 vị. Diệp Húc không đợi các nàng chối từ, lại mang tới 2 phần ra cho Già Lam Minh Tôn và Hạo Thiên Khuyển cười nói, Minh Tôn và Khiếu Thiên vất vả, các ngươi nên được 1 phần. Già Lam Minh Tôn và Hạo Thiên Khuyển vui mừng quá đỗi, vội vàng thu hồi phần của chính mình. Trong chớp mắt, Diệp Húc đem 1/3 Vô Hoàng phân thân năng lượng còn lại chia đi 6 phần đưa cho mọi người, chỉ còn lại có 4 đạo mây khí. Mời Kiều Kiều ra khỏi Ngọc Lâu cười nói, phu nhân, còn lại 4 đạo Vô Hoàng pháp lực đó là ta có chút lễ vật đem cho nàng. Triều Công Thiểu thấy hắn trong chớp mắt liền đem phân thân Vô Hoàng năng lượng phân công sạch sẽ, chính mình một tia cũng không để lại, không kìm nổi mà nói,
Diệp tiểu tử, phần của ngươi đâu? Lần này chúng ta tuy rằng cũng từng xuất lực, nhưng dù sao cũng là cấm bảo của ngươi, tại sao ngươi không để lại cho mình một phần vậy? Sư bá, ta có pháp lực của vô hoàng cũng là vô dụng thôi, tốc độ tu luyện của ta không hề thua kém luyện hóa pháp lực của vô hoàng. Diệp Húc cười nói. Quỳnh Tiêu công chủ thấy hắn quang minh lỗi lạc, không lấy chút nào, không khỏi khâm phục hắn hùng tâm khí độ, nhìn về phía Kiều Kiều cười nói. Kiều Kiều, hiện giờ Thương Nguyệt Thần Châu này đã là vật vô chủ, ngươi còn không tế khởi thiên địa pháp tướng của mình, chúng ta đến trợ giúp ngươi một tay, đánh dấu ấn của ngươi lên món cấm bảo này. Tô Kiều Kiều nghe vậy vội vàng tế khởi địa tướng của mình. Diệp Húc rời khỏi đã 4 năm thời gian, Tô Kiều Kiều tu vi tiến bộ lại cũng không chậm, đã tu luyện tới địa tướng kỳ, hơn nữa kiêm tu 4 loại cấm pháp khác đều đạt tới cảnh giới này. Địa tướng của nàng vừa xuất hiện, chỉ thấy Quỳnh Tiêu công chủ tế khởi Ngọc Lâu. Một cỗ mây trôi gào thét chạy trồm, dung mãnh rót vào bên trong địa tướng chân thân của nàng, cũng là mượn tay luyện hóa vô hoàng pháp lực của chính mình, trực tiếp vì Tô Kiều Kiều nâng cao tu vi. Diệp Húc ra tay hào phóng, đem năng lượng trong vô hoàng phân thân chia không còn một mảnh, Quỳnh Tiêu tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Trong vài cái hô hấp, tu vi của Tô Kiều Kiều liền trực tiếp tăng lên tới thiên địa pháp tướng đỉnh cao, tu thành ngũ đại thiên địa pháp tướng. Quỳnh Tiêu, Tử Tiêu và Thần Tiêu lướt nhau, nhất tề quát to một tiếng, hợp lực thúc dục, trợ giúp Kiều Kiều đem thiên địa pháp tướng của chính mình hoàn toàn dung nhập vào phiến bảo hồn giới này. Qua thật lâu sau, ba người nhất tề nhẹ nhàng thở ra, Quỳnh Tiêu công chủ khiêm tốn xin lỗi, giải thích nói: "Kiều Kiều, nguyên bản là cho ngươi tế luyện cái cấm bảo này, đáng tiếc nhân hoàng phân thân của ta đánh vào bên trong cái cấm bảo này, nếu ngươi thúc dục sẽ gặp có chút sắp chế, không phải bảo vật của chính ngươi." Thần Tiêu nương nương gật đầu nói: "Nếu là pháp lực của chính ngươi sẽ tương đương với thân ngoại hóa thân của ngươi, như cánh tay sai khiến vận chuyển tự nhiên, cái Thương Nguyệt Thần Châu này hiện giờ còn chưa phải là cấm bảo, nhưng uy năng vô cùng, cũng không so với cấm bảo kém bao nhiêu đâu, đổi lại tu vi của ngươi càng ngày càng cao sẽ phát ra uy năng càng ngày càng mạnh." Tử Tiêu nương nương cười nói: "Kiều Kiều, đợi cho ngươi tu luyện đến nhân hoàng thì có thể đem Thương Nguyệt Thần Châu luyện thành bán thành phẩm cấm bảo rồi, tu thành vô hoàng, đó là cấm bảo chân chính, có thể chuyển lưu muôn đời." Tô Kiều Kiều vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói cảm ơn. Quỳnh Tiêu công chủ hé miệng cười nói: "Tương lai sau khi ta thoái vị, ngươi sẽ là công chủ của Hàn Nguyệt Cung ta, trợ giúp ngươi đó là trợ giúp Hàn Nguyệt Cung, không cần cảm tạ. Hơn nữa viên Thương Nguyệt Thần Châu này nguyên bản là của phu quân ngươi, chúng ta cũng chỉ là mượn hoa hiến Phật mà thôi, hơn nữa vẫn là Hàn Nguyệt Cung ta kiếm lợi lớn rồi." Kiều Kiều vụng trộm ngắm Diệp Húc liếc mắt một cái, lòng tràn đầy vui mừng. "Viên Thương Nguyệt Thần Châu mà thôi, có gì mà cao hứng như vậy chứ?" Diệp Húc cười ha hả, ôm lấy eo của nàng trêu đùa: "Hôm nào đó ta cho nàng thêm mấy viên làm thành một chuỗi vòng đeo cổ." Kiều Kiều mặt sắc ửng đỏ, không dám trước mặt mọi người khác và hắn thân thiết, vội vàng liền thoái lui. Quỳnh Tiêu công chủ nghe vậy bật cười, lắc lắc đầu nói: "Diệp Phong chủ thật biết nói đùa, nếu là ngươi có thể kiếm được càng nhiều Thương Nguyệt Thần Châu, chỉ sợ trời sinh đó là một bộ thánh hoàng chi bảo, uy năng vô hạn, có thể áp chế chư thiên, không người nào có thể địch nổi." Triều Công Thiều, Thần Tiêu nương nương và đám người cũng đều lắc đầu bật cười, nghĩ đến chỉ có điều Diệp Húc nói một câu vui đùa, lại không biết Diệp Húc đây là nói thật chứ không phải nói đùa. Ở trong Thiên Sơn thế giới còn có 27 viên Thương Nguyệt Thần Châu treo trên trời cao, với viên Thương Nguyệt Thần Châu này chính là một bộ chưa từng bị người thu. Mọi người rời khỏi phiến bảo hồn giới này, Tô Kiều Kiều thu Thương Nguyệt Thần Châu đi vào Quan Tinh Phong. Giờ phút này Hoàng Tuyền Ma Tông tuy rằng khôi phục như cũ, nhưng rất nhiều việc bị gác lại đang cần làm, chỉ có Quan Tinh Phong có Hàn Chắc Cung chấn áp chưa từng bị chút tổn hại. Diệp Húc tâm niệm vi động, hư không tạo vật hóa ra ghế đá bản đá, mời mọi người ngồi xuống. Hắn cười nói: "Cung chủ và hai vị nương nương đừng xa mà đến, Diệp Mỗ chưa kịp chiêu đãi đã nhờ chư vị diệt trừ phân thân của tiên hoàng, thật là vô lễ mà." Hắn tới khởi Ngọc Lâu, chỉ thấy một con gấu chó từ trong Ngọc Lâu đi ra, không người ồ mồm nói: "Lão gia có gì chỉ bảo?" "Đi lấy một ít tần đào đến đây, lão gia muốn mở tiệc chiêu đãi quý khách." Diệp Phúc ra lệnh, Hùng Bi lên tiếng trả lời, đi vào Ngọc Lâu. Sau một lúc lâu, cùng với Can Giải Dao và Kim Giác, Ngân Giác cùng nhau mang tới mấy đĩa tần đào dâng lên. "Chẳng lẽ là tần đào ở Côn Luân Thiên Chủ, Hoa Tư Thiên Quốc ư?" Quỳnh Tiêu công chủ chăm chú nhìn tần đào, không khỏi biến đổi sắc mặt, chỉ thấy bên trong tần đào một mảnh thiên cung tiên khuyết, mây trôi mờ ảo, làm cho người ta có một loại cảm giác thần bí vô tận như đang ở thời xa xưa. Nàng thất thanh nói: "Truyền thuyết một quả tần đào có thể tăng thọ ngàn năm, Diệp phong chủ, tần đào này làm sao có thể nói là lễ vật nhỏ được,
đại lễ này thật sự quá long trọng. Cung chủ nếu là thích, Diệp mẫu sẽ biếu cung chủ một cây tần đào. Diệp Húc thỏa thuê mãn nguyện, cười ha hả bảo Hùng Bi đi lấy một gốc cây tần đào đến đây biếu cho cung chủ. Như thế sao được, như thế sao được. Quỳnh Tiêu công chủ vừa mừng vừa sợ, nhưng cũng không hề chối từ. Tu luyện đến các cảnh giới này có thể gia tăng thọ nguyên, tiên chân mới là vô thượng linh đan diệu dược, khiến cho nàng thật sự khó có thể chối từ. Phải biết rằng sống lâu thêm một năm liền hy vọng nhiều thêm một phần thành tựu vô hoàng, bất kể là thánh chủ nào đều muốn kéo dài tuổi thọ thọ nguyên của chính mình. Nhà giàu mới nổi mà. Triều Công Thiều ruột đau vạn phần, nhỏ giọng nói thầm nói: trở về. Diệp Phúc đột nhiên gọi Hùng Bi cười nói: đem đến hai cây, biếu Triều sư bá một gốc cây, chúc sư bá trường thọ. Triều Công Thiều vui vô cùng, cười đến toe toét, lên thanh mà nói: thiếu bảo, sau này có loại này kinh doanh, cứ việc đến chiếu cố sư bá. Sư bá tuy rằng già rồi, nhưng cái đám xương cốt này vẫn còn rắn chắc cả, rắn chắc cả. Già La Minh Tôn và Hạo Thiên Khuyển cũng được nhận phần tần đào, đều rất vui mừng, có thể nói là khách và chủ đều cực kỳ vui vẻ. Bàn đào đối với bất kỳ một vị vũ sĩ đại vu nào mà nói đều là vô thượng chân phẩm. Một quả bàn đào có thể tăng thọ nguyên ngàn năm, nếu ăn bàn đào sẽ tăng thêm nhiều ngàn năm quang âm, có thể cùng vu sĩ đại vu tiêu xài. Cái này đối với nhân hoàng, đối với thánh chủ mà nói quả thực có một sức lôi cuốn chết người. Nhân hoàng thánh chủ tu luyện tới cảnh giới bây giờ chỉ tiến về phía trước một bước nữa thì đó là vô hoàng, nhưng một bước này lại cực kỳ gian khổ gian nan, không phải bất cứ kẻ nào đều có thể đạt được. Những người này tu luyện đến cảnh giới nhân hoàng thánh chủ đều đã hao hết tư chất của chính mình, chỉ có thể dùng thời gian để chậm rãi tăng cường tu vi của chính mình, kéo dài thêm ngàn năm tuổi thọ, có thể cho bọn họ có khả năng đột phá cảnh giới này thành tựu vô hoàng. Tuy rằng cây bàn đào quý trọng vô cùng, nhưng đối với Diệp Húc mà nói cũng không tính là gì. Cái hắn coi trọng chính là cây nhân sâm. Quả nhân sâm có thể tăng thọ nguyên 9.000 năm, dược hiệu vượt xa bàn đào. Bàn đào chỉ có thể dùng một lần, lần thứ hai dùng dược hiệu rất là suy giảm, gia tăng không được bao nhiêu thọ nguyên. Nhân sâm quả hẳn là cũng như vậy. Nhân sâm quả 9.000 năm chín một lần, một quả kéo dài tuổi thọ 9.000 năm. Tiên nhân có thể dùng quả nhân sâm đạt tới mục đích trường sinh bất tử. Đối với vu sĩ mà nói, chỉ lần đầu tiên dùng là hữu hiệu. Khi thanh đế lần thứ hai đi vào Phương Trượng Tiên Sơn, liền nhắn lại với mọi người, quả nhân sâm đối với y đã không có hiệu quả. Có thể thấy được vu và tiên khác nhau rất lớn. Lực lượng vu có lẽ có thể vượt qua tiên, nhưng vĩnh viễn không thể trường sinh bất tử, trường thọ cùng thiên địa. Người khác thèm khát tìm một gốc cây tần đào kéo dài tuổi thọ của mình, thậm chí trong khắc khoảng gieo trồng một gốc cây ở chính sau vườn của mình, mà Diệp Húc lại kế thừa Nam Thiên Môn của Tây Hoàng. Trong Nam Thiên Môn có cả một vườn bàn đào đã bị Diệp Húc nhổ tất đi, di chuyển đến trồng bên trong ngọc lầu, giao cho Hùng Bi đến chăm sóc. Tây Hoàng, vị vô hoàng thượng cổ này đến từ Hoa Tư Thiên Quốc thần bí Côn Luân thế giới. Côn Luân thế giới cũng là một thế giới độc lập như thế giới vô hoàng, đó là nơi Tây Vương Mẫu cao quý ở. Hoa Tư Thiên Quốc thành lập ở bên trong Côn Luân thế giới, không phải Côn Luân mà là cổ Côn Luân thánh địa Diệp Húc từng đến qua. Cổ Côn Luân thánh địa chỉ là Tây Hoàng thành lập đàn tràng mô phỏng theo Côn Luân mà xây dựng nên. Thế giới Côn Luân nơi có Hoa Tư Thiên Quốc kia lại từng là nơi khởi nguyên của cổ tiên. Khi thế giới viễn cổ tan biến, tiên giới Thiên Đình, Ngọc Đế và Vương Mẫu giáng lâm tới đó, khổ cực chống lại thiên địa đại thế, rốt cục thất bại nên đã tự giải nguyên thần, để chính mình và tất cả con nối dòng hết thảy hóa thành vu. Hoa Tư Thiên Quốc chính là thần quốc đầu tiên do con cháu Ngọc Đế và Vương Mẫu thành lập, so với thế giới vô hoang còn mạnh hơn rất nhiều lần, cao thủ xuất hiện lớp lớp rất nhiều. Tây Hoàng thân là thiên tử của thần quốc kia, có một vườn bàn đào lớn cũng không phải là điều may mắn. Hiện giờ vu hoang đại loạn, một bên có thiên giới yêu ma làm loạn, một bên có con nối dòng của Đế Khốc Thần Vương ẩn núp chờ thời cơ đông sơn tái khởi, nhất thống vu hoang, có thể nói là thời buổi rối loạn mà. Quỳnh Tiêu công chủ ăn bàn đào thở dài nói: nghe nói Thiên Nhân Tông đã bị giết, bị yêu ma thiên giới bàn điểm tự lập thánh địa, còn có các đại châu khác ở hải ngoại cũng có thánh địa rơi vào tay giặc. Tam Cung Ma Đạo tuy rằng chưa bị bức bách, nhưng chỉ sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Thậm chí Bổ Thiên Các bên trong sáu phái ma đạo cũng bị công hãm, hiện giờ đã hướng về con nối dòng Đế Khốc Thần Vương nguyện trung thành rồi. Diệp Húc trong lòng vừa động, trầm giọng nói: cung chủ có biết con nối dòng Đế Khốc Thần Vương kia tốt cùng là ai không? Quỳnh Tiêu công chủ lắc lắc đầu: đến nay vẫn không có người nào biết được diện mạo thật của hắn, cũng không có người nào gặp qua hắn xuất thủ. Người này thần bí khó lường,
hơn nữa có cường nhân thiên giới phụ tá, thế lực bao trùm ở tất cả phía trên thánh địa. Đối với thế giới vô hoang ta mà nói, chỉ sợ không phải là phúc khí mà là đại tai nạn. Có người nói hắn giờ phút này ở trên tuần thiên sứ đối kháng, cũng có người nói người này đã tới thế giới vô hoang ẩn núp xuống dưới chờ thời cơ hành động. Lời đồn rất nhiều, người này đích thực tột cùng là ở nơi nào không ai có thể nói rõ được. Diệp Húc trong lòng trầm xuống, hắn đến nay cũng không biết con nối dòng Đế Khốc Thần Vương đến tột cùng là một người hay là một bãi máu của Đế Khốc. Quỳnh Tiêu cung chủ là một thánh chủ trong Ma Đạo Tam Cung, nàng không rõ ràng thì đương nhiên Diệp Húc lại càng không rõ ràng. Nghe nói Tinh Đế đã xuất quan, chuẩn bị triệu tập tất cả thiên hạ chính ma yêu thánh địa tạo thành một liên minh, liên kết cộng đồng đối kháng với con nối dòng của Đế Khốc Thần Vương. Quỳnh Tiêu cung chủ tiếp tục nói, Tinh Đế và Ứng Sư Huynh chính là cao thủ mạnh nhất đương thời, khoảng cách tới Vua Hoàng chỉ cách có một đường. Người này dã tâm bừng bừng, nếu thật sự đem tất cả thánh địa tập hợp cùng một chỗ, hình thành một đại liên minh, chỉ sợ cũng không phải là phúc của thế giới Vua Hoàng ta, mà là biến thành vũ khí trong tay của hắn, hoàn thành thành tựu Vua Hoàng, hoàn thành dã tâm thống nhất thiên hạ của hắn. Đáng tiếc, có thể chống lại Tinh Đế chỉ có Ứng Sư Huynh, giờ phút này Ứng Sư Huynh không ở đây, không người nào có thể có địa vị ngang với Tinh Đế được. Triều Công Thiểu sắc mặt quan trọng, buồn bã mà than, hạ giọng nói, loạn thế, loạn thế. Đây là loạn thế, cá rồng hỗn tạp, rồng rắn khởi lục, Vua Hoàng thế giới gặp phải một hồi biến cách thật lớn. Thiên hạ đại loạn, đúng là anh hùng quật khởi, là thời cơ tốt. Có thể tưởng tượng sau này, chắc chắn là một niên đại cao thủ mới xuất hiện. Trần Linh bất diệt. Diệp Húc tiến Quỳnh Tiêu công chủ và đám người, qua hồi lâu mới đưa thiên hạ đại thế hiện ra khỏi đầu óc của mình, hắn suy tư nói. Không tu thành chân linh bất diệt, hoàn toàn không thể nhập vào tam bất diệt cảnh được. Thân thể bất diệt, nguyên thần bất diệt, thiên địa pháp tướng bất diệt, cơ sở của chúng đúng là chân linh bất diệt. Thần thức luyện được không lẫn lộn mới có thể trở thành tam bất diệt. Bản Vương Khai Thiên Kinh của ta cũng không hoàn toàn suy diễn ra tâm pháp tam bất diệt cảnh, cô đọng chân linh bất diệt, không thể nóng lòng nhất thời được. Chân linh bất diệt chính là thần thức của đại vu. Thế gian đại vu tuy rằng nhiều như lông châu, các tâm pháp, cấm pháp, vu pháp cũng giống như bầu trời đầy sao, nhiều đếm không xuể, nhưng xét đến cùng đều là tu luyện từ bốn thứ này. Một là thân thể, hai là nguyên thần, ba là thiên địa pháp tướng, loại thứ bốn đó là thần thức. Đem thần thức tu luyện đến cảnh giới chân linh bất diệt mới có thể đi vào tam bất diệt cảnh, thậm chí tam hoàng cảnh. Đối với tính trọng yếu của chân linh bất diệt, Diệp Húc lúc trước cũng không có nhận thức đầy đủ, thế nhưng hiện tại lại sâu sắc để ở trong lòng. Thần thức tu luyện thành bất diệt chân linh, sau đó tu thành tam bất diệt cảnh, chỉ cần ý niệm bất diệt, thân thể, nguyên thần, thiên địa pháp tướng, liền có thể bất diệt, chết mà sống lại. Đại vu tam bất diệt cảnh sở dĩ khó đánh như vậy, đó là vì nguyên nhân này. Tuy nhiên, chỉ cần tiêu diệt thần thức, tiêu diệt bất diệt chân linh, cho dù là nhân hoàng, thánh chủ, cũng chỉ có một kết cục bại vong này. Thân thể Diệp Húc giống như bất tử chi thân, nhưng cũng không phải ý nghĩa thực sự là thân tử bất diệt, mà là tu vi của hắn. Bên trong nguyên thần và ngọc thụ cất giấu sức sống bừng bừng, có thể bất cứ lúc nào đều có thể chữa trị thân thể tổn thương, cho dù hủy diệt thân thể đều có thể chữa trị khôi phục nguyên trạng. Nhưng Diệp Húc kỳ thực vẫn chưa tu thành thân thể bất diệt, bởi vì thần thức của hắn chưa tu luyện đến giai đoạn chân linh bất diệt. Tuy nhiên, thần thức hắn nguyên bản cực kỳ hùng mạnh, tam tướng cảnh pháp tướng kỳ có thể dẹp ngang lão quái vật tam bất diệt cảnh nguyên thần bất diệt. Hiện giờ tu vi của hắn đạt tới đỉnh cao thiên địa pháp tướng, thần thức mạnh tuyệt đối có thể sánh ngang nhân hoàng. Bởi vậy, đối với Diệp Húc mà nói, tu thành chân linh bất diệt cũng không phải là điều khó khăn. Khó khăn duy nhất chính là tâm pháp tiếp theo của Bản Vương Khai Thiên Kinh. Bản Vương Khai Thiên Kinh bao gồm cấm pháp và nhiều loại khác, có Cửu Chuyển Nguyên Công, Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh, Đại Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Pháp, Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh, Hồng Mông Thanh Liên Kinh, Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển, Công Đức Kim Luân, Thập Điện Diêm La Ma Hoàng Đại Điển, Huyền Khung Thượng Cao Ngọc Hoàng Đại Đế Kinh, Ngọc Thiềm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh, Lục Đạo Phá Diệt Cấm Điển, Bích Lạc Hoàng Tuyển Ma Thiên Cấm Điển, vân vân. Bên trong cấm pháp này chỉ có Ngọc Thiềm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh, Lục Đạo Phá Diệt Cấm Điển, Bích Lạc Hoàng Tuyển Ma Thiên Cấm Điển và Huyền Khung Thượng Cao Ngọc Hoàng Đại Đế Kinh là cấm pháp hoàn chỉnh. Cửu Chuyển Nguyên Công cũng có pháp môn tu luyện tam bất diệt cảnh. Về phần các cấm pháp khác thì không có đường tu luyện tam bất diệt cảnh. Những cấm pháp này không hoàn chỉnh thì Bản Vương Khai Thiên Kinh đừng mơ tưởng mà hoàn chỉnh được. Diệp Húc cẩn thận tính toán, Đại Tiểu Chu Thiên Cấm Pháp, Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh,
Hồng Mông Thanh Liên Kinh và Di Lặc Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển, ước chừng mở ra tầng thứ 8 Ngọc Lâu của hắn khả năng sẽ có, cho nên cấm pháp của hắn chỉ thiếu Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh và Thập Điện Diêm La Ma Hoàng Đại Điển. Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh chính là chấn giáo tâm pháp của Vạn Kiếp Môn, còn Thập Điện Diêm La Ma Hoàng Đại Điển lại là Ma La Dư truyền thụ cho ta. Chỉ có 7 tầng đầu tiên, muốn được hai môn cấm pháp này nhất định phải tự mình đi một chuyến tới Vạn Kiếp Môn và Hàng Cổ Ma Vực rồi. Ánh mắt của Diệp Phúc quét tới, chỉ thấy Hoàng Tuyển Ma Tông rất nhiều việc bị gác lại đang cần làm. Triều Công Thiều phân chia Tuyên Hoàng tinh khí giao cho các phong chủ chuyên tâm bồi dưỡng đệ tử. Giờ phút này, Tinh Đế sắp triệu tập các đại thánh địa thảo luận tạo thành liên minh như thế nào, hiển nhiên không rời khỏi thời cơ của Hoàng Tuyển Ma Tông. Ta thân là đệ tử Thánh Tông, không thể không vì sự an nguy của Thánh Tông mà suy xét, tuyệt đối không thể buông tha bất cứ nhân tố nguy hiểm nào. Diệp Phúc đột nhiên thoáng nhìn Hầu Nhân Vực theo Thánh Tông trong tổng đàn bay ra, hạ vào phía trên linh đỉnh của chính mình. Hắn nghĩ nghĩ rồi cười lạnh nói: "Ứng sư huynh không ở đây, ta phải lộng hành một phen, tạm làm chức tông chủ. Mặc kệ ngươi có phải con trai của Ma Hoàng hay không, ta đều muốn giết vĩnh tuyệt hậu hoạn." Hắn đứng dậy, chỉ thấy Già La, Tu Đề, Bảo Hiền, ba vị đại minh tôn vương và Hạo Thiên Khuyển đang tranh cãi ở Mỹ về vấn đề ăn Vu Hoàng huyết nhục như thế nào. Hắn lập tức bước đến, trầm giọng nói: "Tu Đề, Bảo Hiền, ta giao cho các ngươi một nhiệm vụ." Tu Đề Minh Tôn và Bảo Hiền Minh Tôn trong lòng cả kinh, vội vàng không người nói: "Chủ công chỉ bảo." "Đi giết Hầu Nhân Vực, đem đầu tới gặp ta." Diệp Húc dừng một chút, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía hai người, hạ giọng nói: "Còn có một việc nhất định phải nói cho các ngươi biết, ta không phải là con trai của Ma Hoàng, Hầu Nhân Vực mới thực sự là con trai của Ma Hoàng." Tu Đề và Bảo Hiền, hai vị đại minh tôn vương ngẩn ra, bọn họ vẫn nghĩ Diệp Húc là con trai của Ma Hoàng, bởi vậy chúng mới trung thành và tận tâm với Diệp Húc mà không có hài lòng. Hiện giờ nghe được Diệp Húc nói ra lời này, không khỏi có chút không biết làm sao. Diệp Húc thản nhiên nói: "Hai người các ngươi nếu vẫn còn muốn đi theo ta, lập tức đi làm việc này. Nếu các ngươi không muốn, niệm tình các ngươi từ chức có công lao với ta, vậy mời hai vị rời khỏi đây, Diệp Mỗ tuyệt đối không ngăn trở." Tu Đề Minh Tôn sắc mặt sáng tối thay đổi không chừng, đột nhiên buồn bã thở dài, bái hạ nói: "Ma Hoàng tuy rằng cho ta đứng đầu Xâm La Thần Điện, nhưng đối với ta cũng không có ân đức gì, chỉ có uy nghiêm. Ta ở trước mặt Ma Hoàng vẫn nơm lớp lo sợ, luôn lo lắng khi nào chọc giận hắn sẽ gặp cái chết. Mà khi Tu Đề đi theo chủ công, từ đó cho đến nay, chủ công tuy rằng biết hai người ta lai lịch bất chính, vẫn toàn tâm tài bồi, khiến hai ta có hy vọng đột phá trở thành nhân hoàng. Tu Đề nguyện ý đi theo chủ công, làm đại minh tôn vương dưới trướng chủ công." Bảo Hiền Minh Tôn gãi gãi đầu, cũng bái hạ nói: "Khi ta biết chân tướng, liền tính toán phản ngươi ngay. Hiện giờ nghe Tu Đề vừa nói như vậy, phát hiện chủ công đối đãi đích xác không tồi. Bảo Hiền thề cũng nguyện làm đại minh tôn vương dưới trướng chủ công, tương lai nhất thống hàng cổ ma vực, thành tựu sự thống trị vạn năm." Sau khi hai người bái hạ, lúc này vươn người đứng lên, đằng đằng sát khí thẳng đến chỗ Hầu Nhân Vực đang đứng. Già La Minh Tôn nhìn theo Tu Đề và Bảo Hiền rời đi, cười ha hả nói: "Tu Đề và Bảo Hiền chính là đại minh tôn vương của Xâm La Thần Điện, là thuộc hạ của Ma Hoàng, khó tránh khỏi sẽ không phản bội. Diệp lão đệ, người có tin tưởng bọn họ sẽ giết con trai của Ma Hoàng không? Theo như ý ta, hai người bọn họ nhất định sẽ chạy trốn. Bọn họ nếu trốn về hàng của Ma Vực, gặp Ma Hoàng khẳng định sẽ chỉ còn đường chết." Diệp Húc ngẩng đầu nhìn về phía Linh Sơn nơi Hầu Nhân Vực đang đứng, mỉm cười nói: "Tu Đề và Bảo Hiền là phụng mệnh Ma Hoàng đuổi giết ngươi. Hiện giờ đã qua mười mấy năm rồi, đại tôn ngươi vẫn đạt được nhu thuận vô cùng, thậm chí trở thành nhân hoàng, mà Tu Đề và Bảo Hiền lại cùng với ngươi xưng huynh gọi đệ, cùng nhau đồng sinh cộng tử. Ngươi cho rằng Ma Hoàng còn có thể lưu lại tính mệnh hai người bọn họ hay sao?" Oanh một tiếng, Linh Sơn nơi Hầu Nhân Vực đứng đột nhiên nổ tung, bị Bảo Hiền Minh Tôn một quyền nổ nát. Hắn một quyền xuất hết toàn lực, thi triển ra thực lực của Tam Bất Diệt Cảnh, Thiên Địa Pháp Tướng Bất Diệt đỉnh cao, trực tiếp phá nát tòa linh sơn kia, đánh cho nó hóa thành hư vô hỗn độn. Cùng lúc đó, Tu Đề Minh Tôn ngồi trên cao trấn thủ không trung, hiện ra chân thân bốn đầu, tám cánh tay, tám mắt mở ra nhìn thiên địa, đóng chặt hư không, đề phòng Hầu Nhân Vực đánh vỡ hư không chạy trốn. Ở trên Quan Tinh Phong, Diệp Húc không nhanh không chậm nói: "Tu Đề Minh Tôn và Bảo Hiền Minh Tôn cũng không phải là kẻ ngu dốt. Bọn họ xem xét thời thế, tự nhiên biết ở lại bên ta được cứu đãi nhiều hơn. Quay về chỉ có một con đường chết, mà giết Hầu Nhân Vực sẽ lấy được tín nhiệm của ta, cho nên bọn họ tất nhiên sẽ ra tay hạ sát thủ với Hầu Nhân Vực."
Hầu nhân vực từ bên trong phiến thiên địa bị hủy diệt lao ra, mãnh liệt quát một tiếng, khí thế hóa thành ma đạo thiên đình, lồng động đứng vững, định trụ càn khôn, khiến chính mình không bị hỗn loạn hư không, loạn lưu cuốn chặt, phẫn nộ mà quát lên. Hóa ra là hai người, không hổ là ma tộc, lòng muông dạ thú mà. Tu vi của y tiến bộ thần tốc, trước khi Diệp Húc đi Hàn Nguyệt Cung, người này đã đem Ma La Thôn Thiên Ma Kinh tu luyện đến pháp tướng kỳ đỉnh cao, đồng thời tu luyện một loại cấm pháp khác. Môn cấm pháp này chính là trong ngọc lâu của hắn, do pháp môn trong thiên đạo ban tặng, không rõ sâu cạn. Lúc ấy, hắn vừa mới tu luyện Ma Đạo Thiên Đình Vô Lượng Chân Kinh đến hợp thể kỳ đỉnh cao, hiện giờ cũng đã đem môn cấm pháp này tu luyện đến địa tướng kỳ. Ma Đạo Thiên Đình địa tướng chân thân xuất ra, dung nhập vào trong đại địa, đem đến cho người ta một loại cảm giác mênh mông bao la. Nhị hoàng tử, chẳng lẽ ngươi không phải ma tộc sao? Bảo Hiền Minh Tôn cười một tiếng, vung tay hướng hắn chụp tới, cười ha hả. Địa tướng chân thân của Hầu Nhân Vực bang một tiếng bị hắn bóp nát. Bảo Hiền Minh Tôn một quyền tung ra, hiển nhiên là một đòn sát thủ, dự định lập tức giết chết đi. Già La Minh Tôn đứng ở bên cạnh Diệp Húc nhíu nhíu mày nói: Con trai của ma hoàng sao có thể yếu ớt như vậy chứ? Ta nghe nói Hầu Nhân Vực này chính là thân thể ngũ hành, xuất đạo lại cực sớm. Cái gọi là ngũ hành thân thể sao có thể chỉ được gần đấy bản lĩnh thôi? Nếu như tu vi của tiểu tử này chỉ có được như vậy, thậm chí đến hai chiêu của Bảo Hiền cũng tiếp không nổi, sẽ bị đánh chết ư? Tu vi của Bảo Hiền Minh Tôn tuy rằng mạnh, chỉ sợ còn không làm được gì Hầu Nhân Vực đâu. Diệp Húc trầm giọng nói: Hầu Nhân Vực người này ẩn sâu không lộ, tu luyện nhiều loại cấm pháp, Ma Đạo Thiên Đình Vô Lượng Tâm Kinh chỉ là một trong số đó thôi, dùng để che giấu tu vi của hắn. Tu vi thực sự của hắn hẳn là vượt xa thế này nhiều. Chỉ thấy lúc Bảo Hiền và Tu Đề động thủ là lúc Hoàng Tuyển Ma Tông cao thấp hết thảy bị kinh động, không biết bao nhiêu người bay ra khỏi động phủ. Nghĩ đến kẻ thù bên ngoài xâm lấn, khi nhìn đến động thủ chính là hai đại minh tôn vương dưới trướng của Diệp Húc, lúc này mới bỏ đi chủ ý sát thủ, sắc mặt vừa kinh sợ vừa nghi ngờ. Các đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão đều bay tới Quan Tinh Phong, cao giọng nói: Diệp Phong chủ, xin nghe lệnh cho hai vị minh tôn dừng tay, có chuyện gì từ từ nói, đừng làm mất đi hòa khí trong nhà. Nếu là những người khác đồng thủ với Hầu Nhân Vực, những trưởng lão này và thái thượng trưởng lão đã sớm ra tay ngăn lại, nhưng Diệp Húc lần này vừa giải nguy cho Hoàng Tuyển Ma Tông bước lui Quy Thiên Thư, cứu Hoàng Tuyển Ma Tông trong nước lửa là đánh tan một thuần dương linh mạch bậc 9, khiến Hoàng Tuyển Ma Tông khôi phục lại như ngày xưa. Đồng thời hắn lại đưa cho Triều Công Thiều 1/3 tinh khí Vu Hoàng Cấm Pháp phân thân, nâng cao thực lực của Ma Tông chỉnh thể, thật sự là công lao rất lớn. Ở trong lòng bọn họ, Diệp Húc sớm đã trở thành nhân vật gần với Ứng Tông Đạo, có thể đặt song song với Triều Công Thiều. Diệp Húc khẽ mỉm cười, mời chư vị trưởng lão và thái thượng trưởng lão vào núi, cười nói: Chư vị sư huynh sư bá an tâm một chút, chớ nóng nảy, không bằng hãy nhìn thực lực của Hầu Sư Điệt như thế nào đi. Mọi người sắc mặt lo lắng, Yến Tư Nhiên thái thượng trưởng lão vụng trộm đưa ánh mắt sắc ra hiệu cho Tiết trưởng lão thông chi nhanh cho Triều Công Thiều ngăn lại cái họa đồng môn tương tàn lần này. Ông cười nói: Thiếu bảo, Hầu Nhân Vực cũng là môn sinh đắc ý của tông chủ, lại là sư điệt của ngươi, nếu có điều gì đắc tội, ngươi cũng không thể ỷ lớn bắt nạt nhỏ, có cái gì từ từ nói, làm gì mà đến nước phải đại khai sát giới như vậy. Hắn còn chưa dứt lời, chỉ thấy Bảo Hiền Minh Tôn thế công giống như cuồng phong bão táp, liên tục tung ra chiêu hạ sát, nhưng Hầu Nhân Vực trước sau bốn phương né tránh, khiến hắn không thể thực hiện được, làm cho con trâu kia tức giận giống lên liên tục. Hắn thân pháp quỷ dị, nhìn như nguy ngập nguy cơ, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị Bảo Hiền giết chết, nhưng trước sau vẫn là hữu kinh vô hiểm, tránh thoát Bảo Hiền công kích. Mặc dù là Yến Tư Nhiên cũng nhìn không ra, tu vi của Hầu Nhân Vực chính là địa tướng kỳ, đây là sự thực mọi người đều biết. Mà Bảo Hiền Minh Tôn lại là lão quái vật tam bất diệt cảnh đỉnh cao, khoảng cách nhân hoàng chỉ có một bước xa. Tu vi thực lực còn ở phía trên của Yến Tư Nhiên, theo lý mà nói, giết chết tam tướng cảnh chỉ cần một chiêu, hai chiêu. Nhưng Bảo Hiền lại thật lâu không thể hạ Hầu Nhân Vực được, không thể không khiến cho hắn kinh ngạc. Các vị sư thúc tổ, mời các vị chủ trì công đạo. Hầu Nhân Vực ở dưới thế công của Bảo Hiền truyền đến thanh âm cất cao giọng nói: Đệ tử vẫn chưa đắc tội với Diệp sư thúc, Diệp sư thúc lại muốn giết đệ tử, đây là cái đạo lý gì? Hơn nữa Thánh Tông ta có quy định ở trong thập vạn đại sơn cấm đệ tử tử đấu với nhau, còn mời các vị sư thúc tổ cứu mạng. Thái thượng trưởng lão Khúc Đình San nghe vậy khuyên nhủ: Thiếu bảo, lời ấy hữu lý, mặc dù các ngươi có gì ân oán cũng không có thể ở trong Thánh Tông địa giới động thủ được.
Diệp Húc cười nói: "Sư bá không cần phải nói, Bảo Hiền Minh Tôn, Tu Đề Minh Tôn đều không phải là thánh tông đệ tử của ta, tự nhiên không cần vâng theo thánh tông quy củ." Khúc Đình San đã tức giận lại buồn cười, giả vờ cả giận nói: "Nếu không phải thánh tông đệ tử của ta, lại ở thánh tông động thủ giết người, xem ra đành phải để lão thân ra tay bắt giữ con trâu ngu xuẩn này." Tuy rằng Bảo Hiền và Tu Đề không phải đệ tử thánh tông, thế nhưng dù sao cũng là do ta sai bọn họ động thủ, đó là vì y và ta đối nghịch với nhau. Diệp Húc phong khinh vân nhạt nói một câu khiến cho Khúc Đình San đến chết khiếp cả giận nói: Người dám bao che khuyết điểm sao?" Diệp Húc vẻ mặt thiện ý cười nói: "Nói sư bá đừng giận, mặc dù sư bá tiến lên chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Tu Đề và Bảo Hiền." Khúc Đình San bị hắn chọc giận đến suýt nữa hộc máu, hung hăng liếc mắt một cái không nói gì nữa. Nàng tuy rằng là thái thượng trưởng lão nhưng đích xác không phải đối thủ của Tu Đề, Bảo Hiền hay vị đại minh tuân vương dị thường mạnh mẽ này, cho dù đi lên cũng tự là chúc nhục. "Sư bá, người có thể ở dưới tay Bảo Hiền Minh Tôn chống đỡ vài hiệp không?" Diệp Húc đột nhiên hỏi. Khúc Đình San khí cực cả giận nói: "10 chiêu, tiểu tử thối, đây là ngươi làm nhục lão thân sao?" "Ồ, tự nhiên không phải, không phải." Diệp Húc ca hả cười nói: "Sư bá có thấy rõ hay không, hầu nhân vực chống đỡ được mấy chiêu?" Khúc Đình San trong lòng cả kinh, trong lúc bọn họ nói chuyện, Bảo Hiền Minh Tôn đã đánh ra không biết bao nhiêu chiêu, nhưng trước sau không thể bắt được hầu nhân vực. Điều này chẳng phải đã thuyết minh thực lực tu vi của hầu nhân vực còn ở phía trên nàng ta rất xa hay sao? "Hầu nhân vực 150 năm trước bái nhập thánh tông ta, ngũ hành chi thể, tu luyện 150 năm vẫn là tam tương cảnh, thực lực tam tám, điều đó làm cho người ta nghi ngờ." Diệp Húc thản nhiên nói: "Người này ẩn nhẫn 150 năm, kiên nhẫn thật sự là kinh người." Các vị trưởng lão, thái thượng trưởng lão không hề khuyên bảo, nhìn về phía trong sân chiến đấu, trong lòng cả kinh. Tiết trưởng lão theo Ma Tông tổng đàn bay tới, hạ xuống bên người Yến Tư Nhiên, nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói: "Triều công đã biết việc này, nói ra cho Tiếu Bảo toàn quyền xử lý, không muốn chúng ta hỏi đến." "Sao? Người nói sao? Triều công đây là có phải có ý cho Tiếu Bảo tạm quyền chức tông chủ hay sao?" Yến Tư Nhiên và đám người trong lòng khiếp sợ không hiểu. Mà ở giữa sân, Bảo Hiền Minh Tôn đánh đến bốc lửa, cuối cùng không nhẫn nại được, tế khởi một chiếc linh cứu thanh đăng. Một chiếc quan tài đen bay ngang trời, dẫn lực mạnh vô cùng truyền đến, đem thân thể hầu nhân vực hút vào, hướng vào bên trong quan tài đen mà kéo. Xoẹt xoẹt. Hầu nhân vực há mồm mà nhổ, nhưng thấy một đạo cầu vồng phóng lên cao, hóa thành một chiếc cầu màu đen, ma khí cuồn cuộn, tiếng hô thê thảm truyền đến, khiến phạm vi trăm dặm như rơi vào Tu La địa ngục vậy. Đây là một món cấm bảo không hoàn chỉnh được hắn tế khởi. Cầu đen đánh tới, linh kiếu hắc quan tăng một tiếng, đóng chặt, bị áp chế hoàn toàn. Bảo Hiền Minh Tôn kêu lên một tiếng trầm đục, lảo đảo lùi về phía sau. Linh kiếu thanh đăng chỉ là một kiện bất diệt chi bảo, uy năng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng so với cấm bảo không hoàn chỉnh phải kém sắc không biết bao nhiêu lần. Hơi thở của hầu nhân vực giờ phút này đại biến, vân khí trên đỉnh đầu bốc hơi, hóa thành một pho tượng hoàng đế, cúi xuống nhìn chúng sinh. Khí thế của y vô cùng mạnh mẽ, đột nhiên đạt tới độ cao tam tương cảnh, thiên địa pháp tướng đỉnh cao. Đây là cấm pháp gì vậy? Yến Tư Nhiên trưởng lão thất thanh nói. Chẳng lẽ là cấm pháp trong ngọc lâu của y do thiên đạo truyền lại hay sao? Cái cấm bảo không trọn vẹn này của hắn tụt cùng là từ đâu mà tới đây? Giống như là bảo vật của ma đạo ta, hoặc như là ma tộc cấm bảo. Khúc Đình San cũng không khỏi cau mày. Cũng vào lúc này, Tu Đề Minh Tôn cũng đã ra tay, cùng Bảo Hiền Minh Tôn, hai người liên kết với đánh hầu nhân vực. Tuy nhiên, đạo kiều lương màu đen vừa xuất ra, hầu nhân vực liền đứng ở thế bất bại. Tùy ý cho hai người công phạt như thế nào, trước sau vẫn vững vàng, chống lại thế công của hai người, thậm chí luân phiên để hai người bước lui. Cho đến hôm nay, hắn vẫn đang chưa từng hiện ra bản thân đích thực, chưa từng sử dụng tâm pháp của hoàng tộc Ma La. Diệp Sư Thúc, ta tôn ngươi một tiếng sư thúc là bởi vì ngươi bối phận so với ta dài hơn. Tuy nhiên ngươi vô duyên vô cớ muốn giết ta, sư đệ ta cũng sẽ không ngồi chờ chết đâu. Hầu nhân vực trải qua chật vật vừa rồi, tự nhiên đối mặt với Bảo Hiền Minh Tôn và Tu Đề Minh Tôn công kích, cất cao giọng nói: Nếu sư thúc ngươi muốn giết thầu mỗ, sao không tự mình động thủ đi? Diệp Húc ánh mắt chớp động, thản nhiên nói: Tu Đề, Bảo Hiền, các ngươi hai người lui ra. Tu Đề Minh Tôn và Bảo Hiền Minh Tôn mang sắc mặt hổ thẹn lui về phía sau.
Hầu Nhân vượt ánh mắt chớp động, ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Húc, mỉm cười nói: "Sư thúc, ngươi là thiên hạ kỳ tài, mọi người đều nói ngươi là cao thủ thứ nhất trong những cao thủ trẻ tuổi đương thời. Sư điệt bất tài, mời sư thúc chỉ giáo." "Sao? Hướng ta khiêu chiến ư? Không biết sống chết mà." Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, đột nhiên một trường hạ xuống, một trường của hắn xuất ra, thiên địa đột nhiên ngưng động lại, đại mư không phong ấn, phòng thủ kiên cố, hóa thành ma âm, lưỡng đạo hồng kiều, lại có liệt hỏa địa ngục, theo hồng kiều hai bên dâng lên, ma diễm cuồn cuộn, dưới liệt hỏa địa ngục lại là dòng khí hỗn độn vô tận. Một trường này hạ xuống, làm cho người ta thấy trời xanh đất rộng đều nằm ở trong tay, sợ thấy một cảm giác khủng bố. Một trường này của hắn đem độ ách ấn, bất tử, hủy diệt ấn, diệt tuyệt ấn, tứ đại ấn pháp hòa hợp một thể, khủng bố đến cực điểm. Một trường này còn chưa giáng đến đỉnh đầu của Hầu Nhân Vực, liền đưa tu vi của hắn, thiên địa pháp tướng của hắn đều ép lùi về trong cơ thể, thậm chí cả món cấm bảo không trọn vẹn kia cũng đều không thể tế khởi. Đây là Diệp Húc chưa hề vận dụng vu bảo, chỉ là kết quả của một chiêu vu pháp. Nếu là hắn vận dụng kiến mộc thần trượng thì sẽ còn khủng bố như thế nào nữa đây? Hầu Nhân Vực sắc mặt đã lộ ra một tia kinh hoàng. Hắn tuy rằng biết Diệp Húc rất mạnh, nhưng tự cao mình có được tàn khuyết cấm bảo nơi tay, mặc dù không thể địch lại, cũng có thể giữ cho khỏi chết. Nhưng hắn cũng thật không ngờ Diệp Húc lại có thể khủng bố đến loại trình độ này. Giờ phút này, bên trong lòng Hầu Nhân Vực không biết là đang nghĩ cái gì. Hắn đã giấu giếm thực lực hơn trăm năm, thật cẩn thận không để người khác phát hiện. Chờ mong một ngày nào đó bỗng nhiên nổi tiếng, chờ mong nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của kẻ thù. Nay lại đột nhiên phát hiện đối thủ so với hắn mạnh gấp vô số lần. Hành động che giấu thực lực của mình căn bản chỉ là một trò cười. Không có khả năng, trong Ngọc Lâu tâm pháp do trẻ ban tặng chính là Huyền Thiên Đại Đế cấm pháp. Cấm pháp đế cấp không thể nào bị Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, tiểu tử này vượt qua được. Hắn vừa sợ vừa giận, ánh lửa ma quái trong mắt cháy hừng hực. Ta có được quyết thống cao quý của người và ma, trăm ngàn lần hơn hắn, thời gian tu luyện dài hơn hắn, tư chất lại tốt hơn hắn, dựa vào cái gì mà ta không bằng hắn đây? Ta là con cưng của trời, số phận thiên hạ vô song, được đến thuần dương linh mạch bậc 9, thậm chí cấm bảo không hoàn chính, tu luyện Huyền Thiên Đại Đế cấm pháp, lại là ngũ hành chi thể, dựa vào cái gì mà ta không bằng hắn ta đây? Ta không phục, ta không phục. Hắn cầm lên, cuối cùng không giấu giếm nữa, đột nhiên hiện ra thân thể hoàng tộc Ma La, ngàn tay ngàn mắt ngàn chân, ma nhãn mở to, từng đạo ánh sáng bện thành lưới, đem mưa không chia cắt ra. Lập tức ngàn cánh tay nhất tề đánh tới, ý đồ đánh vỡ một trưởng phong ấn của Diệp Húc chạy khỏi nơi đây. Giao đấu với Diệp Húc ư? Trong lòng hắn xác thực là có ý tưởng này, nhưng khi Diệp Húc vừa ra tay liền chấn áp tu vi của hắn, khiến cho hắn thậm chí ngay cả cấm bảo không trọn vẹn kia cũng không thể dùng được, bức hắn không thể không xuất toàn lực chạy trốn. Trình độ chênh lệch thật sự là quá lớn. Nếu không trốn đi, một trường này của Diệp Húc chắc chắn lấy đi tính mạng của hắn, không có nửa phần hàm hồ. Ý chí bất khuất dâng lên trong lòng của hắn. Lúc trước Diệp Húc tẩu hỏa nhập ma ở đại đường cảnh nội, hắn chỉ mượn một pho tượng pháp tướng phân thân, phân ác thân, thậm chí không cần xuất toàn lực đã bắt Diệp Húc 10 mặt trời đều xuất hiện, gần như tự đốt mà chết. Hiện giờ hoàn cảnh biến đổi, Diệp Húc chỉ bằng một trưởng liền làm cho hắn cùng đường, khiến hắn không phục. Nhìn tay hắn đánh ra, chỉ một thoáng đã đánh ra không biết bao nhiêu chiêu, đem hư không chia cắt dập nát, chuẩn bị đánh vỡ hư không mà chạy trốn. Quả nhiên là hoàng tộc Ma La. Khúc Đình San và đám người thấy thế, mặt đều biến sắc. Hầu Nhân Vực chính là đệ tử thứ 7 của Ứng Tông Đạo, đã vào Hoàng Tuyển Ma Tông 150 năm, tiềm nhập vào bên trong Ma Tông mà bọn họ không hề có chút nghi ngờ. Giờ thấy được, không khỏi làm cho bọn họ dùng mình. Ma Hoàng phái đứa con của chính mình lẻn vào Hoàng Tuyển Ma Tông, hiển nhiên mưu đồ gây rối, nắm giữ tất cả tông tích của Ứng Tông Đạo và cao tầng của Ma Tông, thậm chí báo cáo cho Ma Hoàng để có khả năng một lưới dễ dàng bắt hết tất cả mọi người bên trong Hoàng Tuyển Ma Tông. Nếu Ứng Tông Đạo và cao tầng Ma Tông chết, Hầu Nhân Vực sẽ trở thành người đảm nhiệm tông chủ, như vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng. Đến lúc đó, Hoàng Tuyển Ma Tông sẽ trở thành bàn đạp để đại quân của Ma Hoàng tiến quân xâm lược thế giới Vu Hoang, mà Hoàng Tuyển Ma Tông thì sẽ biến thành tội nhân của toàn bộ thế giới Vu Hoang. Tổng đàn Hoàng Tuyển Ma Tông, Triều Công Thiều đứng ở trước cửa tông chủ đại điện, nhìn vọng ra nơi xa, không khỏi thở dài, cười khổ mà nói: "Lần này Thiếu Bảo phải chọc họa lớn rồi. Hầu Nhân Vực nếu chịu đựng không được khẳng định, sẽ phải triệu tập Ma Hoàng phân thân. Nếu Ma Hoàng phái ra phân thân là nhất cấm phân thân, chất chứa một đạo đầy đủ cấm pháp, thì phải là di thiên đại họa." Lão chớp chớp mắt, đột nhiên quay đầu lại cười nói: "Tuy nhiên có tông đạo ngươi ở đây rồi, đối phó với Ma Hoàng cấm pháp phân thân hẳn là không có vấn đề gì quá lớn."
Bên trong tông chủ đại điện, một vị thiếu niên áo trắng chậm rãi đi ra, cùng Triều Công Thiều sóng vai đứng lại cười nói: "Đương nhiên là không thành vấn đề. Huống chi Ma Hoàng bị những việc khác cuốn lấy, không thể chân thân giáng lâm. Chắc rằng Diệp sư đệ cũng biết tin tức này, bởi vậy mới không kiêng nể gì." Ứng Tông Đạo mặt mang ý cười, phát ra hơi thở thâm thúy không thể đo lường, quanh thân mơ hồ tràn ngập một hơi thở kỳ lạ, xen vào giữa Vu Hoàng, Cổ Tiên cùng Nhân Hoàng Thánh Chủ. Hắn hơi mỉm cười nói: "Ta vốn giữ hầu nhân vực chính là muốn nhìn một chút xem cấm pháp trong Ngọc Lâu của hắn ra sao. Tuy nhiên thiếu bảo phải diệt trừ hắn, những cái kia cũng sẽ mất đi theo hắn. Thật đáng tiếc không có thể có được cuốn Huyền Thiên Đại Đế chân kinh này." "Thật là đáng tiếc. Tuy nhiên nghe nói Huyền Thiên Đại Đế xuất thân từ ma tộc, cấm pháp rồng ta khai sáng hẳn là không thích hợp cho vũ sĩ nhân tộc ta tu luyện." Triều Công Thiều gật đầu nói: "Tông đạo, tên thiên tài nhà ngươi trở về gấp như vậy nhưng lại bỏ lỡ không ít sự tình đâu." Mà cũng trong lúc này: "Sư đệ, thật buồn cười, nếu ta tự mình động thủ, ngươi còn có thể có hy vọng chạy trốn hay sao?" Diệp Húc khẽ mỉm cười, hạ giọng lên tiếng: "Trung ương bất không." Lòng bàn tay của hắn triển khai Chư Thiên Thần Vương Công Đức Ấn, đột nhiên lại nhiều thêm một đạo. Bàn tay và hư không liên kết, huyết nhục dường như dung nhập vào trong hư không. Hằng cổ vĩnh tồn, chỉ thấy hư không nát vụn tan tành, từ từ chuyển thành màu hồng, nhanh chóng ngưng tụ, khép lại thành một chỉnh thể. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 145 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Và cũng là tập tiên hiệp duy nhất trong buổi tối hôm nay. Mình muốn dành thời gian, thời lượng cho anh em đọc nghe xuyên không. Thì mình tối nay mình sẽ đọc một tập xuyên không, cắt một tập tiên hiệp cho anh em xuyên không thưởng thức. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.